Vâng, thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Thời sự hàng tuần được biên soạn và trình bày bởi ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas. Mai Ly xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc, thưa ông. Vâng, kính chào cô Mai Ly, kính chào tất cả quý vị khán giả. Vâng, thưa ông, mới đó mà đã một tuần trôi qua, giờ đây chúng ta lại tái ngộ trong chương trình này. Và thưa ông, những cái tin tức, những cái sự việc xảy ra trong tuần lễ vừa qua, thì phải nói một cái tin mà cả nước Mỹ cứ theo dõi từng ngày một, đó là cái trận bão ập vào hai tiểu bang North Carolina và South Carolina. Thì không biết tính cho tới thời điểm này, thì cái trận bão này nó đã xảy ra như thế nào thưa ông? Vâng, thưa cô, bây giờ phút này chúng ta đang ngồi trong phòng này mà thu âm như thế này, thì những người tại hai tiểu bang Bắc và Nam Carolina và một tầng của Virginia thì họ đang chịu một cái hậu quả của một cơn bão rất là lớn. Thì thưa quý vị, chúng ta đã trải qua những cái ngày nóng trên 100 độ rồi đột ngột thì tại cái vùng của cô hay là vùng của tôi nó đã chuyển qua mùa thu, nhưng mà cái độ nóng đó, nó đã dịu đi thì chúng ta lại bắt đầu nhận những cái cơn gió và những cơn mưa tầm tã. Thì trong cái tuần này có đến 3 cơn bão nó hình thành ở ngoài khơi Đại Tây Dương và hướng về cái sườn đông của nước Hoa Kỳ. Còn bên phía tây của Thái Bình Dương thì cũng có một vài cơn bão và cái cấp độ cũng tương đương, đó là cơn bão Mangkhut hiện nay đang tràn vào cái đảo lớn nhất của Philippines là đảo Luzon, và sau đó thì nó sẽ tiếp tục nó đi về cái hướng về cái đảo Hải Nam của Trung Hoa và đi vào cái miền Nam của nước Tàu và một phần của miền Bắc của Việt Nam. Và ngoài ra thì tại Thái Bình Dương có cái bão Marisak cũng đổ bộ lên cái vùng Nam Trung Hoa nữa. Và ở cái sườn đông của Thái Bình Dương thì có một cơn bão Olivia. Và trước đây ấy, người ta dự đoán là nó sẽ đi qua cái quần đảo Hawaii. Nhưng mà may mắn là vào đầu tuần thì nó đã chuyển hướng và nó đi chạy qua. Nhưng mà nó cũng gây nhiều cái ảnh hưởng đến các cái đảo Oahu và Maui. Bây giờ trở lại nói về cái phía Đại Tây Dương của chúng ta. Thì cái cơn bão trước đây có một cơn bão Helene, nó xuất phát từ bờ Tây Phi Châu, nó có sức gió đến 110 dặm một giờ. Thì cơn bão này nó di chuyển cái tốc độ chuyển của trung tâm bão là 18 dặm một giờ. Nhưng mà sau khi mà nó đi qua một nửa của Đại Tây Dương thì nó chuyển lên hướng Bắc. Cho nên nước Mỹ nó chỉ có một cái cơn dông nhẹ mà thôi, chứ không có nguy hiểm gì hết. Rồi sau đó có một cơn bão Isaac thì cũng đã giảm cường độ hôm thứ ba rồi. Bây giờ chỉ còn lại một cơn bão mạnh nhất là cơn bão Florence. Nó khi ở ngoài khơi nó có tốc độ là số 4, tức là được xem là nguy hiểm nhất từ 30 năm qua ở tại cái nước Mỹ này. Và khi mà nó tràn vào lên California, Carolina thì cái sức gió của mạnh của nó là lên tới 120-110 dặm một giờ. Nhưng mà đến sáng thứ sáu vừa qua thì nó giảm xuống còn có cấp 1 mà thôi. Và khi đổ bộ vào đất liền thì gió của nó là 80 dặm một giờ. Nhưng mà thưa quý vị, gió thì như vậy nhưng mà đôi lúc nó giật lên đến hơn 100 dặm một giờ. Và cái ảnh hưởng của nó bây giờ nó tỏa rộng, không những là hai cái tiểu bang Carolina, North và South, mà còn đi lên tới Virginia, nó đi ngược lên phía Bắc rất là xa. Và cái gọi là cái diện tích mà chịu ảnh hưởng của nó rất là lớn. Và trong những ngày qua thì mưa ở tại các cái khu vực đó thưa quý vị, nó lên tới 40 inch. Tức là cái độ mưa nó ngập lên 40 inch và nó coi như là cả hàng chục ngàn căn nhà đã bị chìm dưới cái nước lụt. Và ông thống đốc của tiểu bang North Carolina là ông Roy Cooper thì đã lên tiếng cảnh báo trước đây rằng đây là một cơn bão chết người với một cái sức gió giật là kinh khủng và nó sẽ tạo một cơn lụt mà cũng là lụt chết người luôn. Và ông nói rằng những cái đợt sóng và cơn gió của cơn bão này sẽ mang đến những tai họa mà quý đồng bào chưa hề thấy. Và cho dù quý vị đã từng có những kinh nghiệm về những bão lụt trong quá trình của quý vị, cuộc đời quý vị, thì quý vị nên nhớ rằng lần này nó khác với những lần trước. Quý vị đừng có đánh bạc cái sinh mạng của mình đối với cái ác thú này.
Thì quý vị biết là tại vì ông nói như vậy bởi vì có nhiều người quay thường lắm, họ ý lắm. Khi mà ra lệnh di tản họ không chịu đi. Và ông các thống đốc đều nói rằng là nếu mà quý vị, chúng tôi cho lệnh di tản quý vị không đi, thì khi có việc gì quý vị không có kêu ai được, bởi vì khi đó quý vị có kêu 911 thì cảnh sát và cứu hỏa và không có tổ chức nào đến để cứu quý vị được và trong cái hoàn cảnh như vậy. Thì tại tòa bạch cung, ông tổng thống Trump hôm thứ ba ông đã duyệt lại tất cả những cái nghiệp tu mới nhất của cơ quan quản trị cấp cứu liên bang, tức là FEMA đó. Và bởi vì cái tình báo đó cho nên ông đã hủy bỏ những cái chương trình đi vận động bầu cử dành cho những ứng cử viên thuộc phe nhà của ông để ban hành một cái nhìn tình trạng khẩn cấp cho Carolina và Virginia. Đồng thời ông cũng ra lệnh cho chính phủ là phải sẵn sàng trong việc đối phó và cứu trợ. Thưa quý vị, trong những tin báo là Florida này, người ta ước tính là có khoảng 5,5 triệu cư dân trong các tiểu bang này sẽ bị ảnh hưởng lớn, và ảnh hưởng lớn nhất là lụt và mất điện. Và các vị thống đốc cũng cho lập ngay những cái khu tạm trú và ra lệnh di tản khoảng hơn 1,5 triệu người sống ở cái khu vực mà chịu ảnh hưởng lớn nhất ở tại hai tiểu bang North và South Carolina. Thì cũng trong cái nhân dịp này, cái gì nhất là đảng Dân Chủ họ không chừa một cái dịp nào để mà họ đánh giá cả. Thì trong cái dịp này, ông thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ là ông Chuck Schumer đó cũng là lợi dụng để đạt cái tổng thống Trump. Khi mà ông nhắc đến cái việc cứu trợ cái cơn bão Maria tại cái hòn đảo Puerto Rico năm ngoái, vào tháng 9 năm ngoái, thì thưa quý vị, cơn bão Maria nó tàn phá cái hòn đảo Puerto Rico, và hòn đảo đó là một lãnh thổ của Hoa Kỳ trong vùng biển Caribbean. Và cái số người chết, thưa quý vị, cái địa phương, ấy, cái ông thống đốc của Puerto Rico lúc đầu ông báo cáo là chỉ có 64 người thôi. Nhưng mà bây giờ đó, sau một năm, thì con số báo cáo lên là 2,975 người. Thì không hiểu tại sao mà cái con số ban đầu mà chỉ có 64 giấu đi cho đến bây giờ mới báo cáo được gần 3,000 người. Thì bây giờ nó ở trong cái tình trạng như là bên này đổ thừa bên kia. Thì ông thống đốc Puerto Rico là ông Ricardo Rossello và cái bà thị trưởng San Juan, tức là thủ đô của cái tiểu bang đó, của cái đảo đó là Carmen Cruz, thì đổ thừa cho chính phủ liên bang là đã không làm gì chậm chạp trong việc cứu trợ. Thì trong khi đó, Tổng thống Trump ngược lại thì ông cho rằng là chính phủ đã làm hết sức. Chính phủ đã bỏ ra hàng chục tỷ đô la để cứu trợ. Nhưng mà những người tại địa phương, tức là cả ông thống đốc và bà thị trưởng là những người thiếu khả năng và làm việc lề mề. Thì quả thực, thưa quý vị, mới đây người ta đã phát giác ra là bằng bà thị trưởng này đã có nhiều cái kho phẩm vật cứu trợ liên bang gửi đến. Nhưng mà đã giấu nhẹp đi và không đem ra phát. Người ta đã đưa ra những cái tấm hình cho thấy trong một cái phi trường, một cái phi đảo Siba là đã có một cái núi, nghĩa là cả một cái khoang rất là lớn chứa hàng triệu chai nước uống, nước lọc uống. Nó tồn kho từ năm 2017 và cho đến giờ này nó vẫn còn nằm nguyên đó, chứng tỏ là cái bà thị trưởng này đã không đem những cái thứ đó ra để mà cứu trợ cho dân chúng. Và bởi vì không có cái nước sạch, và không có cái sự săn sóc về sức khỏe, cho nên con số người chết nó mới lên đến hàng ngàn người. Và bây giờ thì ông đổ cho bà đổ cho ông, thì quý vị cứ là khách quan quý vị cứ nhìn đi, cả điều chai nước nằm ở trong cái thị trường đó, nó nằm từ 2017 đến nay nó vẫn còn nguyên. Thì có việc đó có phải là tại ông Trump làm, hay là do thị trưởng, hay là do các cơ quan cứu trợ địa phương làm, thưa quý vị? Vâng, thưa ông, đứng trước cái sự gọi là tàn phá của những cái cơn bão đang đánh vào miền đông của Hoa Kỳ, thì thưa ông, vào tuần lễ vừa rồi, Hoa Kỳ vừa mới có một cái lễ tưởng niệm 17 năm kể từ ngày 9/11 năm 2001 tới nay. Xin ông vui lòng cho chia sẻ một vài điểm về cái ngày lễ này với quý vị thính giả, thưa ông. Vâng, thưa cô, thưa quý vị, 3-4 ngày trước đây, tức là ngày 11 tháng 9 đó, là kỷ niệm 17 năm cái biến cố xảy ra tại thành phố New York. Khi đó, năm 2001, đúng vào ngày 11 tháng 9, thì có một nhóm gồm có 19 tên khủng bố Hồi giáo thuộc Al-Qaeda. Bọn này đã cướp 4 chiếc phi cơ hàng không dân sự của hai hãng American Airlines và United Airlines. Rồi chúng sử dụng cái phi cơ đó gồm có hàng trăm hành khách ở trên đó để làm cái vũ khí.
Và cái vũ khí nó sử dụng là bằng cách là nó đâm vào các cái tòa nhà tại ba nơi tại Hoa Kỳ. Tại thành phố New York thì hai chiếc đã đâm vào tòa nhà Bắc và Nam của cái World Trade Center, tức là hai cái tháp cao rất là cao nhất ở tại New York đó. Và một chiếc thì nó đâm vào ngũ đất đài, tức là cơ quan bộ quốc phòng ở tại Virginia. Và một chiếc thì không biết nó dự tù nó bay đến đâu. Nhưng mà khi mà đến cái vùng mà rừng, một cái khu rừng San Bill của tiểu bang Pennsylvania, thì những hành khách họ phát giác ra cái âm mưu đó và họ đã đứng dậy, họ phản kháng, và nhờ đó cho nên cái cơ nó bị lạc thay hư lái và nó đâm xuống đất, cho nên nó không đâm vào một cái cơ sở nào để mà gây chết nhiều. Tất nhiên những cái người trên máy bay đều thiệt mạng cả. Và thưa quý vị, biến cố này có thể nói là trong lịch sử của Hoa Kỳ được coi là một cuộc khủng bố lớn nhất, bởi vì nó gây tử thương cho đến gần 3.000 người vô tội và bị thương khoảng 6.000 người khác. Và ngoài ra thì vì cái ví dụ như là cái vụ tại New York đó, cái khói của hai cái tòa nhà cháy và sụp xuống đó, nó đã gây ảnh hưởng tác hại di họa về sức khỏe cho rất nhiều người về sau này. Và tân đáng thương nhất là có đến 343 nhân viên cứu hỏa và 72 nhân viên cảnh sát đã vì lao vào để mà cứu đồng bào, cứu người ở trong đó mà đã thiệt mạng khi mà họ điều động cái việc cấp cứu đó. Và thưa quý vị, về phương diện vật chất thì cái cuộc phá hoại đó nó tàn, nó gây thiệt hại cho ngân sách của quốc gia là đến 10 tỷ đô la. Thì ngay sau khi cái sự việc xảy ra, khi mà khói bụi nó vừa dìu xuống, hai tòa nhà nó sụp xuống, thì ông tổng thống thời đó là ông George W. Bush đã đến quan sát tại khu vực đó, và ông đã đứng ngay trên cái đống tro tàn đó, và sau này người ta gọi là Ground Zero, và ông đã lên án cái bọn khủng bố đó, và ông đưa ra cái quyết tâm là sẽ bắt chúng đền tội. Nhưng cái bọn chủ mưu này, dù chúng ẩn núp ở nơi đâu và Hoa Kỳ sẽ mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền bạc để truy tầm chúng nó, thì họ sẽ làm, Hoa Kỳ sẽ làm để đưa chúng nó ra trước ánh sáng, ra trước công lý. Và thưa quý vị, cái thời đó cái thằng lãnh tù của cái nhóm Al-Qaeda đó là thằng Osama bin Laden. Thằng này là một tỷ phú, chứ không phải triệu phú, nó tỷ phú gấp người Saudi Arabia. Và sau khi cái vụ biến cố nó xảy ra thì nó trốn chạy qua lương náu bên Afghanistan với cái chính quyền thời đó là chính quyền Hồi giáo cực đoan Taliban, cũng là một nhóm khủng bố Taliban. Thì chính phủ Hoa Kỳ đã yêu cầu Afghanistan là cao cả giải tỏa cái bọn Al-Qaeda và giải giao thằng Bin Laden này cho Hoa Kỳ để trị tội, nhưng mà Afghanistan đã không làm điều đó. Thế là Hoa Kỳ tuyên chiến, và một cuộc chiến chống khủng bố được mở màn ngày 7 tháng 10 năm 2001, bắt đầu bằng những cuộc công kích của Hoa Kỳ và Anh. Rồi đến đó, ngày 2 tháng 5 2001, thì gần 10 năm sau, tức là khoảng gần 10 năm sau, thì mới phát giác ra cái thằng Osama Bin Laden này, nó đang ẩn náu một cách an toàn ở tại cái thị trấn Abbottabad, ở trong lãnh thổ của Pakistan, gần giáp biên giới của Afghanistan. Thì quý vị cũng đã xem cái phim siêu tin xích đó, tức là toán quân binh nhuệ này đã đổ hai chiếc trực thăng xuống đột kích ngay tại cái căn nhà của thằng này và giết chết cái thằng khủng bố này ngay tại cái phòng ngủ của nó. Như vậy tức là cái thằng đầu sỏ đã đền tội. Đấy. Nhưng mà thưa quý vị, sau đó thì cái cuộc chiến Afghanistan nó trở thành một cuộc chiến lâu dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Bởi vì Hoa Kỳ đã tham chiến ở đó từ năm 2001 cho đến nay, tức là đã cũng 17 năm mà chưa có kết quả. Và hiện nay thì chúng ta đã nghe có những cái nỗ lực tương thuyết giữa Hoa Kỳ và nhóm chiến quân Taliban. Nhưng mà đồng thời trong lúc đó thì bọn Taliban nó tiếp tục nó đặt mình, nó dùng bom người, bom xe để mà nó giết dân đồng bào ở đó, đồng bào của nó ở đó. Và cũng ngày 11 tháng 9 này thì thưa quý vị, năm 2012, tức là một năm sau, 10 năm sau, thì cái bọn khủng bố Hồi ở Libya tấn công vào tòa lãnh sự Mỹ tại Benghazi. Và chúng đã giết chết ông đại sứ Christopher Stevens và 4 nhân viên Hoa Kỳ khác. Và sở dĩ cái bọn khủng bố nó thành công và khi nó tấn công vào cái tòa lãnh sự ở Benghazi là tại vì cái sự thờ ơ và vô trách nhiệm của bà Bộ trưởng Ngoại giao thời đó, tức là bà Hillary Clinton. Bà này đã không hề có một phản ứng nào để cứu nhân viên của mình. Và trước đó, ông đại sứ Stevens đã rất nhiều lần gửi đơn về, gửi điện thư về yêu cầu tăng cường an ninh cho các tòa đại sứ, thì bà Clinton đã làm ngơ, không có lý gì tới. Và khi mà bọn khủng bố tấn công vào Benghazi,
thì chính bà Clinton cũng không hề quan tâm tâm ngửa lên nhận cái điện thoại và không hề làm một cái điều gì cả. Trong khi đó thưa quý vị, quân đội Hoa Kỳ đang ở ngoài khơi của Địa Trung Hải, sẵn sàng nghĩa là chỉ cần một vài giờ đồng hồ là có thể là các toán biệt kích cảm tử có thể nhào vào để mà cứu ông đại sứ, nhưng mà không ai làm điều đó. Và cái việc này khi đưa ra điều trần và đàn hạch trước quốc hội thì thưa quý vị cũng không đem lại kết quả gì, bởi vì quý vị biết là trong thời gian đó thế lực của gia đình Clinton quá mạnh. Và cũng nhân cái dịp mà vừa rồi thì trong tuần này cái ông cựu tổng thống Obama lại lên tiếng. Không biết tại vì sao ông không chịu ngồi yên, ông cứ tiếp tục xia vào ông lên tiếng cho là cái vụ Benghazi chỉ là một cái conspiracy, tức là một cái sự giàn dựng, một cái âm mưu, chứ không phải là có thực. Mà thưa quý vị, rõ ràng cái điều đó thì ai cũng biết là có thực, mà bây giờ thì ông lại bảo đó chỉ là một sự giàn dựng. Thì tôi không hiểu cái ông này bây giờ ông ở cái đầu óc ông nó đang ở tinh mây, ở cái xứ nào tôi không biết, thưa cô. Vâng, thưa ông, trong tuần lễ vừa qua thì một tay viết, tức là ông Woodward, trước đây ông cũng đã từng viết về vụ Watergate, và rồi ông vừa mới ra một cuốn sách mang tựa đề là Fear, tức là sợ hãi đó thưa quý vị. Và trong cái cuốn sách này thì ông không có lời lẽ tốt đẹp gì đối với Tổng thống Donald Trump. Thì thưa ông, trước những cái sự tấn công của báo chí, của những ngòi bút, thì không biết là Tổng thống Donald Trump có bị lung lay hay có bị sợ hãi hay không thưa ông? Vâng thưa cô, cái chuyện mà bây giờ những cái sai tả khuyên, cái sai chống tâm thì mới, không phải là mới, mà hai năm này họ đã làm ra rất nhiều chuyện. Mà chẳng qua khi mà nghe mình tưởng là một cái tin nóng sốt, hot news đó. Nhưng mà thực ra thì chỉ toàn những cái chuyện nhảm nhí và vô tích sự. Như hàng trăm câu chuyện mà phe dân chủ tả khuyên đã từng làm trong hai năm qua. Bởi cái mục tiêu của họ là họ làm bất cứ cách gì để kéo cái ông tổng thống Trump này ra khỏi cái ghế quyền lực ở trong phòng bầu dịch dục và tòa bạch cung. Thì như cô vừa nói là cái ông Robert Woodward này, ông là một ký giả của tờ báo The Washington Post, tức là tờ báo cũng là chấm tâm. Ông này vừa tung ra một cuốn sách nhan đề là Fear, Trump in the White House, tức là tạm dịch là nỗi sợ hãi chuyển về ông Trump ở trong tòa bạch cung. Thưa quý vị, cái cuốn sách này nó không có một cái chuyện gì nó chính xác cả, mà toàn là những cái tin đồn, những cái chuyện mà được nghe kể về những cái thâm cung bí sử xảy ra trong vòng những người làm việc xung quanh ông Tổng thống Trump ở trong nhiệm kỳ Tổng thống. Và mục đích là toàn là những cái lôi ra những cái xấu, những cái chuyện sai bậy để mà bôi bác Tổng thống Trump và chứng minh rằng ông Trump không có khả năng và cái trí lực minh mẫn để đảm đương trọng trách quốc gia. Thì cái ông Woodward này năm nay là 75 tuổi, là một nhà báo rất kỳ cựu. Ông là một cái loại ký giả chuyên về đi điều tra và moi móc các hành pháp của phe Cộng hòa. Thời ông Nixon, chính ông này là người điều tra vụ Watergate và đã đăng hàng loạt bài trên Washington Post và sau đó đã đưa đến việc ông Tổng thống Nixon phải từ chức. Rồi cái thời ông cựu Tổng thống Bush, ông này cũng không tha, cũng viết về ông Bush, liên tiếp ba cuốn sách nói sâu về ông Bush. Và bây giờ đến ông Tổng thống Cộng hòa mới là ông Trump thì ông này cũng vẫn lôi ra được. Thì cái nội dung như tôi nói là của cuốn sách kia đó, đó cũng gồm toàn những chuyện mà truyền thông dân chủ đã từng nêu ra trong hai năm qua. Rồi trong đó có thêm những câu chuyện do những người trong cái tòa bạch cung phát biểu mà tôi được kể lại, được truyền dị tai nhau mà không có một chứng minh cụ thể nào hết. Và trong đó quý vị biết là cũng có nhiều nhân viên đã từng bị nghỉ việc, ông Trump đuổi việc, rồi xin ra bất mãn. Như là trong hai tuần trước tôi có nói cái trường hợp cái bà Omarosa với cuốn sách Ân Hình. Rồi cũng có những cái cuộn băng audio mà cái bà Omarosa này đã thu lén trong phòng họp, Situation Room đó, để đưa ra, để mà phá. Thì một phần lớn trong cái sách của cái ông Woodward này là kể những cái mẫu đối thoại giữa ông Tổng thống Trump và những cụ tá. Mà đa số là những lời quý vị biết ông Trump thì ông hay nói nặng lời, ông hay mắng. Đó là những lời gay gắt khi mà bực mình về một chuyện gì đó. Rồi ngược lại cũng có những cái lời trong cái sách này là những lời nói xấu sau lưng ông Trump, tức là những cái nhân vật làm việc với ông Trump mà nói xấu sau lưng ông Trump. Thì quý vị nhớ rằng là cuốn sách này nó mang cái chữ kia, nó giống như là phụ họa cái lời ông cựu Tổng thống Obama đã phát biểu về ông Trump trong cái tang lễ của cố thượng nghị sĩ John McCain.
Mà khi đó, đó thì cái anh tổng thống vô thế sự này này đã chê tổng thống Trump là mang một cái nỗi sợ hãi ẩn giấu dưới một cái sự can đảm giả tạo, tức là cả hai người cũng phù hòa lên để cho là ông Trump là người đang sống trong cái tình trạng sợ hãi. Rồi cũng mới đây thưa quý vị, tôi lại nhắc cái chuyện ông tổng thống Obama này, cái ông tổng thống phải nói là 8 năm hoàn toàn thất bại, mà nay là đi xuất hiện đi vận động cho những ứng cử viên dân chủ trong mùa bầu cử 2008 này. Và cái điều mà đáng nói nhất là ông ta lại mặc giày để nhận vơ tất cả những thành tựu kinh tế hiện nay mà ông Trump đạt được là do di sản của ông ta để lại. Tức là ông Trump làm việc trong 2 năm này với những cái biện pháp rất là mạnh để làm được cái nền kinh tế hôm nay, phát triển hôm nay, cái mức phát triển kinh tế, mức thất nghiệp giảm xuống, tất cả mọi thứ đó. Thì bây giờ ông tổng thống mà gốc Kenya này, ông nhận đó là công của ông để lại, do ông để lại. Nhưng mà ông quên là cái thời mà ông mới lên làm tổng thống thì những cái hậu quả trước đây ấy, thì ông lại đổ thừa là của ông Bush để lại. Đấy. Thầy nói quý vị thấy cái ông này phải nói là ông chỉ có đi nhận vơ cái công việc của người ta, và cái chính cái việc nhận vơ này trong mấy ngày qua trên đài truyền hình người ta nói rất là nhiều đó thưa quý vị. Việt Nam mình có câu là mặt dày đó thưa ông Đỗ Văn Phúc. Vâng, thưa ông, bên cạnh bị tấn công bởi những cái tay viết như ông vuốt vuốt, thì bên cạnh đó, phía bên lập pháp, họ cũng đâu có để cho Tổng thống Donald Trump được yên đâu phải không thưa ông? Chẳng hạn như bà Maxine Waters và bà Elizabeth Warren, xin ông vui lòng cho quý vị thính giả được biết thêm nhiều điểm về vấn đề này thưa ông. Thưa cô, cái bà Maxine Waters này, cô đừng nhắc cái bà này nữa, bởi vì bà này trong thời gian qua cũng cái loa của bà cũng đã bớt nghe rồi. Bởi vì chính ngay bên phe dân chủ họ cũng yêu cầu bà này là tắt dùng cái loa, bởi vì những cái loa của bà nói ra càng làm cho đảng dân chủ bất tiếc. Cho nên chính những người dân chủ đã nói cái bà Maxine Waters này thôi tốt bớt đi, và có lẽ là trong tuần qua nghe bà cũng tốt đi rồi đó. Rồi thỉnh thoảng như có nói là chúng ta cũng nghe cái loa Elizabeth Warren. Rồi và hiện nay ấy, thì họ đang, cái phe dân chủ họ đang manh nha thôi là soạn ra một cái dự luật nhằm để impeach ông Tổng thống Trump. Và ngày 5 tháng 9 vừa qua, cái tờ báo New York Times lại ra một cái luật bài gọi là op-ed nạp danh mà họ cho đó là từ nhân viên cao cấp ở trong tòa Bạch Cung viết ra, với những cái nội dung là chỉ những cái tin là những cái to nhỏ thì thào của những cái viên chức về những hành vi gọi là bất chính ở ông Tổng thống Trump. Quý vị nghe chữ op-ed này quý vị thấy lầm lạ, bởi vì chữ này là viết tắt opinion editorial, tức là những cái bài viết nói về quan điểm đăng trên các nhật báo và tuần báo, nhưng mà nó không phải là cái bài của nhân viên rõ ràng, mà thường là tác giả là những người ở bên ngoài của tờ báo đó. Và cái người tác giả này thưa quý vị là nạc danh, không có đứng tên nào hết. Thì họ cho rằng, ông này cho rằng là Tổng thống Trump đã có đường lối và chính sách sai lạc, nên những người xung quanh ông ta là phải góp ý để mà lái ông ta đi vào con đường đúng. Và một vài tâm ý ở trong đó có nói rằng muốn dẫn ra cái tu chính án số 25 để mà impeach ông Tổng thống Trump. Và bài báo cũng có nêu ra những việc như là những nhân viên ăn cắp rồi chỉ tin mật ra ngoài, sửa đổi một số văn kiện để đánh lừa Tổng thống. Họ coi, họ nói là ông Tổng thống đang làm những cái điều nguy hiểm nhất cho nước Hoa Kỳ, mà những nhân viên cao cấp phải tìm cách để ngăn ngừa, bảo vệ cái nước Mỹ khỏi đi vào con đường suy vật. Thì sau khi cái bài báo tung ra, những nhân viên cao cấp ở trong tòa Bạch Cung họ đã lên tiếng để kết án cái việc này và kết án cái người nào nạn nhân đó. Và họ đã lên các đài truyền hình để khẳng định về cái sự ủng hộ đối với Tổng thống Trump. Và ông Phó Tổng thống Mike Pence và bà Đại sứ Nikki Haley thì tuyên bố rằng nếu họ cần góp ý với Tổng thống thì họ nói trực tiếp trước mặt Tổng thống, chứ không làm cái việc khốn nạn và lén lút nói sau lưng và hèn nhát giấu tên của mình. Và ông Tổng thống thì ông coi cái việc này là một cái sự vi phạm an ninh quốc gia, và ông tin rằng sớm muộn gì sẽ tìm ra cái kẻ nạc danh đó để đưa ra trước tòa. Và thưa quý vị, nói đến cái việc tinh tích một ông Tổng thống nó không phải là đơn giản, bởi vì trong trường hợp mà muốn cáo buộc ông Tổng thống vì sức khỏe, vì bệnh tật hay không có khả năng trí tuệ gì đó, thì thưa quý vị, việc tinh tích này phải do một đa số thành viên trong nội các đề nghị,
và phải chứng minh rõ ràng là Tổng thống không có đủ sức khỏe hay trí tuệ minh mẫn để tiếp tục điều hành công việc quốc gia. Và trong trường hợp này, nếu mà Tổng thống bất xứng thì cũng khi ra tòa, khi ra trước Quốc hội thì có đa số 2/3 các nghị sĩ dân biểu bỏ phiếu thì mới xuất thế Tổng thống được. Và thưa quý vị thấy nếu mà cho là ông Tổng thống này thiếu trí tuệ thì quý vị thấy chỉ mới 2 năm cầm quyền thôi. Cái khả năng kinh tế ông Tâm đã được chứng minh rõ rệt qua việc đem lại đến 4 triệu công ăn việc làm. Thưa quý vị, tôi xin nhắc lại con số là 4 triệu công ăn việc làm. Mức thất nghiệp giảm nhiều nhất trong hàng chục năm qua chỉ có 3.8%. Và mức phát triển mỗi năm các nguyệt lên lên tới 4%. Cái thời mà gọi là cái ông mà Obama, thưa quý vị, cái mức phát triển mà lên cao nhất cũng chỉ có 1 hay là 1.5% mà thôi, mà thời ông Trump đã lên tới 4%. Và tài sản quốc gia đã tăng sàn ngàn tỷ đô la, và nợ quốc gia từ khi ông lên cầm quyền cho đến gần như nó khựng lại, nó lên rất là ít. Và về đối ngoại, quý vị thấy với những cái biện pháp rất là mạnh bạo như vậy, ông đã bắt buộc Trung Cộng, Mexico và Canada phải lết vào bàn để thương lượng những cái hiệp ước về ngoại thương. Ông đã bắt được cái thằng Macaulay phải ngưng cái thực hiện những cái vấn đề nguyên tử và hòa tiến, và ông đã đưa cái khối NATO, bắt khối NATO phải gia tăng ngân sách quốc phòng. Và thưa quý vị, nếu những cái việc đó những cái người mà bất thường và điên rồ liệu có làm được như vậy không? Hoặc là nếu mà chúng ta nói muốn bắt tội ông Tâm có lẽ có một cái tội rất là lớn, đó là cái tội của một người không hề đi làm chính trị, không hề ứng cử chức vụ nào ở dưới, tự nhiên đột ngột nhảy vào chính trường mà lại đắc cử làm tổng thống một nước lớn nhất thế giới. Thì cái việc này có lẽ tại vì cái lỗi này, cái tội của ông này lớn quá như vậy, cho nên các ông bà chính sách chuyên nghiệp đó, những cái người mà nhà nghề họ đâm ra chứng hứng thất vọng và xin ra thủ án hay không thưa cô. Dạ vâng, nếu ông nói như vậy thì ngay cả những người chính khách trong chính trị, trong đảng Cộng Hòa thì chắc cũng phải có rất nhiều người ganh ghét với Tổng thống Donald Trump đó thưa ông. Vâng thưa ông, sau đây thì Miley xin được mời ông nhìn qua một cái khía cạnh khác trong tuần vừa rồi. Đó là một cái tin ông chủ tịch của tập đoàn CBS, là một hãng truyền thông lớn của Hoa Kỳ, ông đã phải từ chức. Thì xin ông vui lòng cho biết lý do tại sao mà ông lại từ chức vậy thưa ông. Vâng thưa cô, lại chuyện đàn bà thôi. Các ông lớn mà các ông mà làm những cái chủ tịch tập đoàn, các ông này đò có quyền có thế mà thường là từ chức, thưa quý vị, hết 80%, 70% là vì đàn bà, còn mấy chục phần trăm còn lại là vì tham ô. Thì cái ông mà chủ tịch, tức là CEO của cái tập đoàn truyền thông CBS, tức là ông Leslie Mulvey, vừa rồi đã phải cay đắng xin từ chức sau khi bị một lỗ, tức là 12 bà lên tiếng để tố cáo ông đã rất sách nhiễu vì dục họ. Và thưa quý vị, tại vì những cái trường hợp đó nó xảy ra quá lâu rồi, cho nên ông sẽ không bị truy tố hình sự. Bởi vì theo luật á, thì các cái tội mà các bà buộc cho ông á, nó bây giờ nó không còn cái thời hiệu nữa. Tức là đưa ra tòa nó đã bất kỳ, nó đã qua cái thời gian để truy tố rồi. Thì ông này là ai? Thưa quý vị, ông này là CEO của CBS kể từ tháng 4 năm 1998. Và quý vị biết lương của ông lên tới là 80 triệu đô la mỗi một năm. Mà cái hợp đồng của ông với cái hãng CBS này phải đến năm 2021 mới chấm dứt. Cho nên bây giờ người ta không hiểu là ông sẽ nhận được cái số tiền cho nghỉ việc theo hợp đồng 184 triệu hay là không. Thì có nhiều người họ luận rằng họ bảo là sẽ có một cái sự thương lượng giữa cái tổ hợp CBS và hội đồng quản trị của toàn tổ hợp đó để ấn định rằng cái số tiền để trả cho ông này nghỉ hưu. Cái số tiền đó nó sẽ dựa trên kết quả của cuộc điều tra đang được tiến hành về những cái vụ vi phạm về tình dục của ông ta. Thì cái công việc nó như thế này, vào tháng 7 vừa qua đã có tin về cái việc Mulvey này phải ra đi sau khi ban đầu, thưa quý vị, chỉ có 6 bà đứng ra tố cáo mà thôi. Nhưng mà qua ngày Chủ nhật tuần vừa rồi thì báo New Yorker cho đăng tải một cái thư tố cáo của thêm 6 bà nữa. Và những cái hành vi của họ tố cáo ông này thì thưa quý vị rất là bẩn thỉu. Ví dụ giống nói đòi phải hôn hít, đòi phải làm bon sex, rồi tiếp các bà trong tình trạng ông ở chùa. Các bà vô để mà gặp ông thì ông đang ở chùa. Và thường các nhân nạn nhân này, thưa quý vị, đa số là những nhân viên dưới quyền hoặc vào xin việc với ông ấy.
Thì năm ngoái có một bà, bây giờ bà cũng 80, tôi nghĩ là bà cũng 70-80 rồi, tức là bà Phyllis Golden Joplin. Bà này đã từng tố cáo với sở cảnh sát Los Angeles nhưng mà không được thụ lý, bởi vì cái việc mà bà tố cáo với cảnh sát cũng đã lâu rồi, mà cái việc xảy ra thì vào cái thập niên 80 thì coi như là nó đã quá thời hiệu rồi, cho nên người ta không có làm việc, bên cảnh sát họ không có thụ lý cái việc đó. Và sau khi bà có nói rằng là sau khi mà bà kháng cự thì ông Mundy đã gây nhiều khó khăn và trong công việc, và sau cùng thì đuổi bà, không cho bà làm việc. Và có một bà khác tên là Jessica Parlinson thì tố cáo ông này đã đòi bà phải thực hành nó cách trong ngày đầu tiên bà mới đặt chân bước vào văn phòng để nhận việc, là mà công việc của bà là phụ tá cho ông ta ở một cơ sở sản xuất phim của hãng Warner Bros. Và trong một cái bản khai thì ông Moody cho rằng những cái lời tố cáo của 12 bà kia là không đúng, và ông có nhận rằng là khi làm việc cho trước khi làm việc cho CBS thì ông có quan hệ tình dục với ba bà, và tất cả đều do cái sự thỏa thuận của ba bà đó, chứ không cách của ai hết. Nhưng mà có một điều người ta muốn nói ấy, là cái ông này ấy, là cái người mà đứng ra to tiếng để cổ động cho cái phong trào Me Too là ở trong giới điện ảnh Hollywood, tức là cái phong trào để bảo vệ cái gọi là cái danh dự của mấy bà trước cái sự xâm nhiễu tình dục, thì ông này là cái người đã cổ vũ trong cái phong trào đó. Và theo cái báo New Yorker đó, thì ông này cũng là người góp công thành lập cái ủy hội chống sách nhiễu tình dục và thăng tiến sự bình đẳng trong môi trường làm việc, cái tên rất là dài. Cái tổ chức này do cái cô Anita Hill lãnh đạo. Thưa quý vị, đó là nói về cái vấn đề truyền thông, thì quý vị thấy là trước đây chúng ta đã thấy cái ông Harvey Weinstein là cái ông mà nghĩa là coi như là đại giám đốc của cả cái vùng Hollywood lớn nhất ở trong cái giới mà mình hiện đấy. Rồi bây giờ là ông Mundy cũng là các lãnh đạo bị mất việc do những cái tội vì sách nhiễu tình dục. Còn ngoài ra chúng ta thấy trong thời gian qua phải kể đến những người cũng nổi tiếng như ông Matt Lauer của đài NBC, ông Charlie Rose cũng của CBS, và ông Kevin Spacey cũng là một tài tử. Và thưa quý vị, ông Charlie Rose là đi đến 27 người phụ nữ tố cáo, và trong đó thì có 14 người làm chung trong một đài. Và thưa quý vị, tháng CBS kỳ này nó bị sao hỏa, nó chiếu nặng quá, cho nên chiều thứ tư vừa rồi đã có thêm một ông giám đốc chương trình gọi là chương trình 60 Minutes là ông Jeff Fager cũng phải từ chức bởi vì bị tố cáo sách nhiễu tình dục. Tức là trong cái bài này chúng ta thấy là CBS có 3 người đã tự quyết định. Thật là tội nghiệp. Vâng, thưa ông, sau đây thì Miley cũng xin mời ông trình bày với quý vị thính giả về cậu Colin Kaepernick. Cậu là một cầu thủ chơi trong cái đội banh của 49ers ở San Francisco. Thì thưa ông, trước đây cậu này được gọi là được mọi người chú ý tới là cậu ta không có chịu đứng chào cờ. Thì không biết là lần này cậu làm gì mà cứ ầm ĩ trên báo chí vậy thưa ông? Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả, cái cậu này á, nổi tiếng là một cái cầu thủ nổi tiếng chơi ở trong cái vị trí quarterback của cái đội San Francisco 49ers. Rất là nổi tiếng, rất là giỏi. Cậu này có thể là so với Tom Brady. Và cái cậu này nổi tiếng nữa là cậu này là cái người đầu tiên khởi xướng cái phong trào quỳ xuống mỗi khi mà chào cờ mở màn các trận đấu, tức là chống đối cái việc chào cờ. Và sau đó thì nhiều cầu thủ da đen đã bắt chước cái cậu này. Và họ cho rằng cái việc họ quỳ xuống không chào cờ là để phản đối sự bất công và kỳ thị chủng tộc. Và tức cái việc đó nó xảy ra, nó nổ ra cái sự tranh luận giữa hai bên. Một bên thì cho rằng là những cầu thủ này và anh Colin Kaepernick này là sử dụng áp dụng quyền tự do bày tỏ theo tu tin án số 1 Hoa Kỳ, thành không có gì là xấu, không có gì vi phạm. Còn một bên thì cho rằng cái hành vi đó là bất kính đối với biểu tượng quốc gia. Thì thưa quý vị thấy nước Mỹ bởi vì nó tự do quá và nó bị ràng buộc bởi cái tu chính đáng số 1. Cho nên quý vị thấy quá khứ có nhiều cái vụ đốt cờ, xé cờ, dùng cờ làm giải lao. Rồi khi đưa ra tòa án, đưa lên tới tối cao pháp viện, vẫn có cái khuynh hướng xử nó vẫn ra là khi thì này, khi thì nọ. Và chưa có một cái dứt khoát là phải nói là tương thị hay là không tương thị. Thành thử quý vị thấy đến nay mà nếu muốn thay đổi thì cũng phải chờ một cái tối cao phát hiện để mà có một cái
một cái tu chính án nào đó để mà thay đổi cái điều này. Chứ nếu không thì lá cờ sẽ có ngày. À, thưa quý vị, mới đây cũng nhất là cũng có một người đã đái trên lá cờ. Đấy, mới nhất là có một người đã đái trên lá cờ tại một cái một cái tượng đài kỷ niệm của quân đội. Thì quý vị thấy quá loạn rồi, bởi vì cái lòng yêu nước nó bây giờ nó không có được thể hiện như là chúng ta nghĩ ngày trước nữa. Và ông Tổng thống Trump thì ông rất là cương quyết, bởi vì ông đòi cái hội banh bầu dục này á là phải có biện pháp đối với những cầu thủ này, bắt buộc phải trào cờ. Và thì có một đề nghị gửi cho cái hội banh bầu dục này là yêu cầu các cầu thủ phải trào cờ. Thì cái yêu cầu này cũng bị nhiều người lên trên phản đối, bởi vì cho rằng vi phạm cái quyền tôn chính giáo số 1. Rồi ngược lại thì cũng có những người trước đây đã hâm mộ cái môn football này, nhưng mà bây giờ họ lại phải chay các cái trận đấu. Và thưa quý vị, kết quả hiện nay thì Kaepernick không còn ký hợp đồng, không còn hợp đồng với đội 49ers nữa kể từ tháng 3 năm 2017, và anh ta bây giờ đang lạc lõng, giờ là chưa biết đó. Nhưng mà không biết rồi, vì cái vấn đề chế độ tư bản họ chỉ cần tiền thôi, thì tôi nghĩ là cũng sẽ có những cái đội sẽ mướn thằng này vô để mà đấu để mà kiếm tiền. Nhưng mà cái chuyện mà mới nhất là trong thanh niên này đấy, quý vị biết cái quý vị mặc áo quần của hãng Nike đó, nó có cái giống như là cái dấu check không trong đó, đó là cái hãng sản xuất giày và trang bị thể thao, áo quần thể thao nổi tiếng nhất trên thế giới từ hàng chục năm qua. Bây giờ cái hãng Nike đã ký một hợp đồng với Colin Kaepernick để đưa cái hình ảnh của thằng Kaepernick này và cái quảng cáo nhân dịp kỷ niệm 30 năm của hãng. Và dưới cái hình ảnh này thì có cái câu khẩu hiệu là Just Do It, tức là cứ làm đi. Có phải đây là cái việc mà hãng Nike nó muốn khuyến khích cho cái việc mà đừng không chào cờ, cứ làm đi hay là không, thì cái chỗ đó chúng ta biết với trong của họ. Nhưng mà cái chữ Just Do It nó đi theo cái hình ảnh Catholic cho chúng tôi cái ý việc đó. Và cũng như là hãng Nike này cũng đồng ý là đóng góp tài chính vào cái chiến dịch mang tên là Know Your Right, do cái thằng Catholic này nó khởi xướng. Và thưa quý vị biết đây là một cái hợp đồng rất là béo bở, ký nhiều năm với số tiền trả cho Catholic tới hàng chục triệu. Ngoài ra thì còn cái tiền huê hồng trên cái số sản phẩm bán ra, gồm có giày dép, áo thể thao, áo jersey và tất cả những cái thứ hình nào mà có in hình của Colin. Thì cái việc là sau cái việc này xảy ra, quý vị biết là có nhiều trường đại học và nhiều cơ sở thể thao đã tuyên bố tẩy chay các mặt hàng của Nike, và có nhiều cái trường đại học đã cho đội banh của mình không được sử dụng áo quần của Nike nữa. Thì chúng tôi không rõ là trong những cái đội banh nhà nghề đó thì họ sẽ tẩy chay hay là họ như thế nào thì chưa thấy cái phản ứng của họ. Nhưng mà mới đây theo phóng viên Dan Rowan của cái đài truyền hình ESPN đó, là cái đài mà chuyên về thể thao, thì nói rằng là cái thằng Colin Kaepernick này nó còn tham lam, nó phản bội, phản thùng bằng cách là nó mở thêm một cái thương hiệu riêng của nó, cũng với những sản phẩm áo quần giày mới như vậy, tương tự như sản phẩm của Nike, nhưng mà lại bán giá cao hơn với giá của Nike. Thì điều này chúng ta thấy rằng là anh này là vừa mới ký hợp đồng với người ta mà đã phản bội, đã mở ra một cái thương hiệu mới. Cũng như anh này là một người đang sống trong chế độ tư bản, bởi vì nhớ có cái chế độ tư bản này cho nên một cái anh chàng mà chỉ có ném banh và chạy và vật lộn ném banh thôi mà kiếm được hàng chục triệu đô la. Nhưng mà nó không có người, nó không phải là người mà bảo vệ cho chế độ tư bản, mà nó là một người thân cận. Bởi vì quý vị biết là hắn đã mặc trên người cái áo T-shirt có in hình tên thủ lãnh cộng sản của xứ Argentina là thằng Che Guevara, tức là thằng bạn của thằng Fidel Castro. Cho nên đây là một thằng thân cận chống Mỹ mà đang sống trong chế độ tư bản, đang lợi dụng kinh tế và cái điều kiện của tư bản để mà kiếm tiền. Thưa quý vị, chúng tôi nói hơi nặng lời với cô Liên, xin quý vị tha lỗi. Dạ vâng, và chúng tôi cũng xin được kêu gọi quý vị đừng có mua hàng của Nike, thưa quý vị. Họ dung túng về vấn đề này và trước đây họ cũng bóc lột công nhân ở Việt Nam rất là nhiều, thưa quý vị. Kế đến thì thưa ông, khi ông nói về vấn đề truyền thông thì chúng tôi cũng xin được hỏi ông về vấn đề CNN, thưa ông. Tại sao mà Mali thấy như là Tổng thống Donald Trump cũng như những người mà nghiêng về phía Tổng thống Donald Trump đó thì lúc nào họ cũng gọi CNN là fake news, thì như vậy có đúng hay không thưa ông?
Thưa cô, thưa quý vị, có lẽ để cho quý vị tự nhận xét lấy thôi, chứ tôi thì không dám nói, bởi vì rõ ràng thì tôi, về trên phương diện tôi, mỗi ngày tôi đi tập thể dục mà phải đi bộ trên cái máy, nó chỉ có một cái đài CNN để tôi coi, và tôi mở ra tôi xem, thưa quý vị, gần như là 80% cái thời lượng nó dành là để nó đánh ông Trump, và những cái, nó đưa những cái tin tức là không có đáng gì để đánh Trump, cho nên bây giờ nghe là tôi nói là để cho quý vị nhận xét. Thì dù là cái đài CNN là họ cứ thanh minh rằng họ không hề nói láng, và họ tự khoe họ là cái đài được tín nhiệm nhất, xem nhiều nhất, nhưng mà thực tế thì nó khác lại. Bởi vì vừa rồi có nhiều tờ báo đã đánh giá 5 đài có số phiếu cao nhất, đáng tín nhiệm nhất, thì thưa quý vị, tên cùng là đài BBC, có đến 90% cái số phiếu thuận. Đài Fox News là cái đài đang ủng hộ ông Trump thì có 87%. Đài PBS thì có 86%, rồi cái tổ hợp truyền thông Bloomberg thì có 81%, và kế đến đó thì MSNBC là có 80%. Trong khi đó đài CNN xuống rất là thấp, nó chỉ có 69% mà thôi. Thì so ra quý vị thấy từ 69% so với đài Fox News là 87%, thì quý vị thấy đài nào được tín nhiệm hơn? Bởi vì sao? Bởi vì trong những năm qua CNN nó có một cái lịch sử rất dài với nhiều lần loan những cái tin vô trách nhiệm và sai sự thực, nhưng mà ít khi họ nhận lỗi và đính chính. Và chính vì những lý do đó mà hiện nay trong nội bộ CNN cũng có những cái rạn nứt. Và hôm nay thì tôi xin kể cho quý vị một vài cái trường hợp để đánh giá CNN. Ví dụ như là CNN vào tháng 6 năm 2016 thì họ đã loan tin rằng ông Anthony Scaramucci, là ông cựu cố vấn của ứng cử viên Tổng thống Trump thời đó, đã bị Quốc hội điều tra vì dính dáng đến Nga. Thì câu chuyện này họ đưa ra thực ra nó không phải là một cái tin, không phải là một cái điều mà gọi là có thực, mà chỉ là một cái rỉ tai của một kẻ nạc danh nào đó. Và sau cùng thì CNN đã phải xin lỗi ông Scaramucci và buộc ba cái phóng viên mà có liên quan đến bản tin này phải trì viện. Rồi đến vào tháng 12 năm 2017, thì CNN đã loan tin rằng ngày 4 tháng 9 2016, con trai Tổng thống Trump là ông Trump Jr. đã được phép xem các tài liệu do WikiLeaks đánh cắp. Tuy nhiên, anh này chỉ nhận những email về các tài liệu này vào ngày 14 tháng 9, tức là sau khi tài liệu đã được công khai rồi, đã được công bố rồi, thì coi như là anh không có làm cái gì sai hết. Đấy. Bởi vì nó đã được công bố rồi thì ai cũng có quyền coi cả. Đấy. Và CNN sau đó có cập nhật lại bản tin nhưng mà không giải thích thêm tại vì sao có cái sự sai lạc đó. Một chuyện nữa là ông cựu giám đốc tình báo quốc gia là ông James Clapper thì có nói trong một cái buổi điều trần vào tháng 5 rằng ba cơ quan, chỉ có ba cơ quan thôi là CIA, NSA và FBI kết luận Nga có quấy phá trong cuộc bầu cử. Trong khi đó thì đài CNN lại loan báo đến 17 cơ quan tình báo, là trong đó có cả Bộ Năng lượng, Bộ Ngân phố, Cơ quan Cưỡng chế Ma túy. Thưa quý vị, ba những cái tổ chức này hoàn toàn không có dính dáng và không có thẩm quyền gì trong cái vụ điều tra Nga cả, mà thực chất chỉ có ba cơ quan là CIA, NSA và FBI mà thôi. Tức là CNN lại loan tin sai. Từ ngày 6 tháng 6, 2017, CNN lại loan tin ông cựu giám đốc FBI là ông James Comey sẽ phản pháo ông Tổng thống Trump khi mà ông Trump cho rằng ông không bị điều tra. Bởi vì ông Trump nói ông không bị điều tra trong cái vụ đó, thì đài CNN nói là ông James Comey sẽ phản pháo ông Trump ngay. Nhưng mà khi ông Comey ra trình bày tại trước Quốc hội thì ông xác nhận điều ông Tổng thống Trump nói là đúng, tức là ông Trump đâu có bị điều tra. Và đài CNN sau đó đã sửa lại cái nhan đề của bản tin. Nhưng mà rồi cũng cố biện minh rằng biện bạch cái bản văn trước của ông Comey có đưa ra như vậy. Rồi có một lần cái chuyện rất là nhỏ, ví dụ như là cái lúc mà ông Tổng thống Trump đến Nhật để gặp ông Thủ tướng Shinzo Abe, thì hai người đến cho các coi ăn đó, thì ông Shinzo Abe cũng hất cái chậu thức ăn xuống hồ, rồi ông Trump cũng làm cái chuyện đó theo sau ông Abe, chứ không phải ông Trump tự động ông làm mà ngay đó. Rồi cái đài CNN nó cũng đưa ra để nó chế giễu ông Trump như là thiếu văn minh. Nhưng mà thực sự là ông Trump chỉ làm cái điều mà ông Abe đã làm mà thôi. Rồi vào tháng 5 2017, khi mà các dân biểu Cộng hòa soạn thảo dự luật bảo hiểm y tế mới để thay cho Obamacare, thì đài CNN đã nói rằng
những cái sự thay đổi hủy bỏ Obamacare sẽ làm cho cái nạn hiếp dâm và tấn công tình dục trở nên là những điều kiện trên trời. Thưa quý vị đọc bài của tôi có đánh dấu hỏi đây, bởi vì chính thực ra tôi cũng không hiểu được cái câu nói này chính xác lắm. Nguyên văn của nó là put make, rape and sexual assault pre-existing condition, thì tôi không hiểu là nó cái ý của nó muốn nói cái gì. Nhưng mà thực sự ra thì trong cái dự luật mới mà họ đưa ra này sẽ không có sự thay đổi định nghĩa về những cái điều đó. Bởi vì họ cho rằng những cái điều đó là dành cho các công ty bảo hiểm tự soạn lấy những cái định nghĩa đó, chứ không phải là những nhà lập luật định nghĩa đó. Đấy. Rồi vào tháng 10 năm 2016 thì một ký giả của CNN là ông Chris Cuomo, ông này là con trai của thống đốc New York Andrew Cuomo của Đảng Dân Chủ. Ông Chris Cuomo đã phát biểu rằng việc sở hữu những tài liệu của Wikileaks là bất hợp pháp. Nhưng mà đối với giới truyền thông thì họ được quyền làm. Ông nói là nếu các bạn muốn biết những tài liệu đó thì phải do từ chúng tôi cung cấp. Còn nếu các bạn mà tìm ra là đó là điều bất hợp pháp. Nhưng mà theo cái báo The Washington Post thì cái việc anh sở đắc, anh nhận hay phân phối những tài liệu bất hợp pháp đó thì không có gì sai. Từ khi mà anh tham dự vào cái việc giống như là ban đầu là hack vào những cái tin tức đó để ăn cắp tài liệu đó thì mới là sai mà thôi. Rồi một cái tin, một vài tin nữa để tôi coi gần hết giờ chưa, còn lâu để tôi nói thêm một vài chuyện nữa. Ví dụ như là lúc đầu CNN có, khi ông Tổng thống Trump có nói rằng là cựu Tổng thống Obama đang gài những cái con bò vào các điện thoại ở trong tòa nhà Trump ở New York để mà do thám ông, thì CNN đã đả kích lời tuyên bố đó của ông Trump. Và CNN mạnh miệng cho rằng ông Trump là nói láo. Nhưng mà qua đến tháng 9 năm 2017, chính CNN lại loan tin rằng cơ quan FBI đã từng gài máy do thám ông Paul Manafort. Tức là ông này khi đó là trưởng ban tranh cử ông Trump. Và khi đó ông Manafort cũng đang ở trong tòa nhà của Trump. Điều đó chứng minh rằng là cái việc mà có gắn con bò do thám trong tòa nhà Trump là đúng sự thực. Rồi cũng một cái việc là ông Trump cũng bị oan. Là ngày 31 tháng 7 2018, ông thông tin viên Jeff Zelady của CNN có loan tin là Tổng thống Trump đã trốn, né, không từ chối, không trả lời các câu hỏi của báo giới trong một tuần, ở trong vòng một tuần. Nhưng mà thực tế, một ngày trước khi mà ông loan tin đó, tức là ngày 30 tháng 7, thì chính ông Trump đã tiếp xúc với báo giới cùng lúc với ông Thủ tướng Italy là Giuseppe Conte. Khi đó, hai người đang họp tại tòa bạch cung và ra đã gặp báo giới và trả lời các câu hỏi của báo giới rồi. Rồi thì một cái tin này cũng quan trọng nữa là ông Jim Scioto, một ký giả của đài CNN và cũng là nhân viên, ông này cũng là nhân viên của cựu Tổng thống Obama, thì cho rằng cái tập hồ sơ mà quý vị nghe là Steele dossier đó, Trump dossier đó, ông này cho rằng cái tập hồ sơ đó là do thành viên Cộng hòa bỏ tiền ra. Nhưng mà quý vị biết chúng tôi đã chứng minh rồi và trên báo chí hiện nay ai cũng liên kết thực tế là chính ủy ban tranh cử của bà Hillary Clinton và ủy ban của Đảng Dân Chủ mới là những người bỏ tiền ra mướn ông Christopher Steele và công ty Houston GPS để soạn ra tập tài liệu gồm những cái điều bịa đặt mà chúng ta biết dưới cái tên là Trump Dossier. Rồi thưa quý vị, cũng còn một số việc nhỏ, ví dụ như là cái việc mà cái vụ nổ súng ở tại trường Parkland, Florida, thì cái thằng mà Nicholas 17 tuổi, nó nổ súng, nó bắn chết thằng chủ học sinh đó. Thì các phóng viên của đài CNN như ông Brian Stelter cũng nói rằng là các cái ông dân biểu, nghị sĩ Cộng hòa chết nhát, không có dám ra để mà tranh luận về cái việc kiểm tra súng đạn. Rồi còn cái ông Chris Cuomo mà tôi vừa nói, còn nếu biết trên ông thường nghị sĩ Cộng hòa là ông Ted Cruz cũng không dám ra mặt. Nhưng mà trong thực tế, ông Ted Cruz trước đó chính ông đã được cái đài CNN phỏng vấn trong 15 phút. Và theo ông Cruz thì ông đã có ít nhất là 3 lần tranh luận với thượng nghị sĩ Bernie Sanders về vấn đề này cũng trên đài CNN. Thưa quý vị, rất là nhiều chuyện về cái chuyện của ông của cái đài CNN mà tôi thấy thì giờ cũng eo hẹp, cho nên tôi xin mời quý vị đọc ở trong cái tài liệu ở trong cái trang web của tôi thì nhiều hơn, thưa quý vị. Vâng, thưa ông, sau đây thì Miley xin được mời ông quay về với vấn đề của Bắc Cao Ly. Thưa ông, không biết là tình trạng của Bắc Cao Ly ngày hôm nay như thế nào? Liệu cái vấn đề giữa Bắc Cao Ly và Hoa Kỳ có giải quyết về vấn đề giải thể vũ khí hạt nhân được hay không, thưa ông?
tôi thấy cái tình hình cũng có những cái điều tích cực, mà song song thì cũng có những cái điều mà mình phải suy nghĩ. Cái điều tích cực là thứ nhất mà tôi nhận được là ngày 9 tháng 9 đầu tuần, tức là hôm đầu tuần này, là Bắc Cao Ly ăn mừng 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Cao Ly. Thì thưa quý vị biết hàng năm á, nó đều có những cái cuộc diễn binh rất là vĩ đại, rầm rộ với hàng vạn lính đi nha, là rầm rập ở trên đường, rồi vũ khí trang bị tối tân đủ mọi thứ, và luôn luôn là có mang theo những cái hỏa tiễn lớn. Nhưng mà năm nay thưa quý vị, trong cái lần diễn hành năm nay, diễn binh năm nay, không có đem ra trưng những cái hỏa tiễn đó, và người ta coi đó như là một cái thiện chí của Bắc Cao Ly để mà chứng minh với Hoa Kỳ rằng là họ rất là sốt sắng trong việc hủy bỏ cái chương trình nguyên tử, đúng như cái điều kiện mà hai bên đàm phán được nhau ở Singapore mấy tháng trước đây. Và nhưng mà bên cạnh cái điều đó, tôi nói là cái vấn đề tích cực đó thì cũng có vấn đề tiêu cực, là gần như là nó vẫn còn quyến luyến với Trung Cộng. Cho nên vừa rồi trong cái ngày diễn binh đó, nó có một màn trình diễn một cái bài hát truyền thống của Trung Hoa mang tựa đề là Love My China. Cái bài này có phải là để mà hát để lấy lòng cái nước cầu hay là không? Đấy. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng biết là Kim Jong-un cũng còn gặp Tổng thống Nga Putin. Thì không rõ những cái cuộc gặp gỡ của ông Kim Jong-un này với đại diện cao cấp của Tàu và với Putin ấy, thì có trong đó bên trong họ có kỹ thủ thỉ mách bảo cái điều gì để mà đối phó với Tổng thống Trump hay là không? Thì nhưng mà rõ ràng thì thưa quý vị, trong thời gian qua giữa ông Tổng thống Trump và Kim Jong đã có những cái thái độ tương đối là dấu dịu và tương nhượng nhau. Và ông Tổng thống Nam Cao Ly Moon Jae-in tuyên bố hôm 24 tháng 8 vừa qua, ông là ông muốn có một cái hòa ước với Bắc Cao Ly, và còn đi xa hơn nữa là muốn nối lại cái quan hệ kinh tế và ngoại giao giữa hai miền. Và trong ngày hôm qua đây, chúng tôi nghe là họ sẽ thiết lập một cái cơ sở làm việc chung ở bên kia phía Bắc của vĩ tuyến 38, nơi đó đại diện của Nam Cao Ly và Bắc Cao Ly sẽ ở chung, ăn chung, ngủ chung trong một cái tòa nhà để cùng làm việc, để nối lại cái quan hệ về kinh tế và ngoại giao. Và cái điều đó được trở thành thương thực, chứ không phải là một cái cuộc họp bất thường nữa. Đấy. Thì trong tháng 9 này, lãnh tụ hai miền cũng có gặp nhau lần thứ ba, sắp gặp nhau tại một cái thời điểm và địa điểm nào thì chúng tôi chưa được biết. Cũng có thể là tại thủ đô Bắc Cao Ly là Pyongyang. Còn quý vị nhớ là đây không phải là lần đầu tiên các lãnh tụ Nam Bắc gặp nhau đâu. Bởi vì thời còn Kim Jong-il là cha của Kim Jong-un đó, thì hai vị tổng thống Nam Cao Ly, ông Kim Jae-yong và ông Roh Moo-hyun cũng đã từng đến đó để gặp lãnh tụ Bắc Cao Ly lần lượt vào năm 2000 và 2007. Và một cái tin đặc biệt quan trọng là mới gần đây thì Kim Jong cũng đã tỏ ý muốn gặp lại ông tổng thống Trump trong một cái hội nghị thượng đỉnh mới, và hiện nay thì tòa Bạch Cung đang thu xếp cái chương trình cho cái cuộc hội nghị thượng đỉnh này. Và một cái tin về Bắc Cao Ly, về Cao Ly, tức là tại bàn môn biến, là hôm thứ Sáu tuần trước, Trung tướng Hoa Kỳ, tức là ông Michael Meehan, đã dẫn đầu một đoàn chỉ huy quân sự cao cấp của Liên Quốc, đã gặp các viên chức quân sự của Bắc Cao Ly để mà bàn tiếp cái việc hồi hương tất cả những hài cốt của binh sĩ Hoa Kỳ ở trong chiến tranh Cao Ly. Mà cho đến nay, quý vị chỉ mới có 55 bộ hài cốt là được trả về mà thôi. Ở trong đó thì cũng chỉ có một vài bộ là được minh xác mà thôi. Thì chúng còn một vài phút, tôi cũng xin có một vài cái tin rất là ngắn mà thôi thưa quý vị. Tức là giờ phút này, trong tháng 8 này, có 15.955 gia đình từ Mexico và các nước phía Nam của Mexico đã đột nhập vào nước Mỹ một cách bất hợp pháp trong tháng 8 này, so với con số 12.274 gia đình trong tháng 7. Và trong tháng 2017 đó, thưa quý vị, trong cái số người mà đầu tư đợt nhập bất hợp pháp này thật có chỉ có 2% là được tấm xuất trở lại Mexico, còn 98% vẫn hiện nay vẫn ở bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Còn riêng cái số con số trẻ em bất hợp pháp đó, mà không có thân nhân đi kèm, thưa quý vị, giờ phút này, thời điểm này, các cơ quan quản thì của Hoa Kỳ đang giữ 12.800 trẻ em như vậy. Thì đó để nói lên cho quý vị thấy một con số rất là lớn,
Mà nếu không có một cái biện pháp, không có một bức tường, không có một cái sự sửa đổi hiến pháp để ngăn chặn cái làn di dân bất hợp pháp này, thì chỉ trong vài năm nữa thì nước Mỹ này sẽ trở thành một phần của Mexico, thưa cô, thưa quý vị. Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã soạn thảo những tài liệu và đến với chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì chúng ta xin tạm chấm dứt vì lý do thời lượng của chương trình. Miley một lần nữa xin cảm ơn ông và xin cảm ơn quý vị thính giả ở khắp bốn phương đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Và chúng tôi xin hẹn tái ngộ cùng quý vị vào tuần tới. Xin kính chào ông Đỗ Văn Phúc. Vâng, kính chào cô Mali, kính chào tất cả quý vị khán giả. Chương trình này được duy trì và gửi đến quý vị thính giả qua sự đóng góp tài chính trực tiếp của quý vị. Mọi đóng góp xin gửi về Đài Phát thanh Việt Nam PO Box 890335, Oklahoma City viết tắt OKC, tiểu bang Oklahoma viết tắt OK, zip code 73189. Xin chân thành đa tạ.